Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh Lớp Nha Trang. Hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn vào một hành trình đầy bí ẩn, nơi chúng ta sẽ khám phá một loại cây thuốc cực kỳ quý hiếm, đó chính là cây huyết gà. Cây huyết gà không dễ tìm thấy. Nó ẩn mình ở những vùng núi cao, nơi mà con người ít khi đặt chân tới, nơi đất đá khắc nghiệt và khí hậu đầy thử thách. Nhưng chính trong môi trường đó, cây huyết gà đã tồn tại và phát triển, mang trong mình những bí mật mà ít ai biết đến. Sáng nay, chúng ta đã bắt đầu chuyến đi vào một khu rừng hẻo lánh, nơi mà mỗi bước chân đều cảm nhận được sự huyền bí xung quanh. Con đường khó đi, nhưng mình tin rằng những gì chúng ta sắp khám phá sẽ khiến các bạn bất ngờ. Khi chúng ta đứng trước một khu rừng rậm rạp ở vùng núi cao, nơi cây huyết gà mọc xen lẫn với nhiều loại cây khác. Từ xa nhìn lại, tất cả các cây dường như trông giống nhau, nhưng với những ai có kinh nghiệm, cây huyết gà lại tỏa ra một dấu hiệu đặc biệt, dễ dàng nhận ra giữa hàng trăm loại cây khác. Vậy làm sao để nhận ra cây huyết gà chính gốc? Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý là vỏ cây. Vỏ của cây huyết gà thường có màu nâu đen, bề mặt gồ ghề với những vết nứt dọc theo thân cây. Khi đến gần, bạn sẽ cảm nhận được mùi hương đặc trưng của nó, một mùi thơm nhẹ nhàng, phảng phất như hương gỗ quý. Đây chính là dấu hiệu đầu tiên mà những người thu hoạch thường dựa vào để xác định. Tiếp theo, lá của cây huyết gà có màu xanh thẫm, hơi dày và có đường gân rõ ràng. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là mỗi nhánh cây thường có 3 lá mọc đối xứng nhau. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng để nhận biết cây huyết gà thật sự. Khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy 3 lá này tạo thành một bố cục cân đối, hài hòa, rất dễ nhận diện giữa những loài cây khác. Và cuối cùng, đặc điểm không thể bỏ qua để phân biệt cây huyết gà chính là những vết nhựa đỏ như máu chảy ra khi thân cây bị trầy xước. Chính từ đặc điểm này mà cây huyết gà có tên gọi như vậy. Khi nhìn thấy dòng nhựa đỏ, ta như đang chứng kiến mạch sống của cây, một thứ tinh chất quý báu có giá trị dược liệu cao. Điều này không chỉ là dấu hiệu để phân biệt mà còn là minh chứng cho sự độc đáo của loại cây này. Đây là một cành cây huyết gà được thu hoạch vào tháng 3. Khi nhìn vào nó, bạn sẽ thấy những đường vân huyền bí đã hình thành từ rất lâu. Bên ngoài thì có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều giá trị đặc biệt. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn cành cây này. Vào ban đêm, nó phát ra một ánh sáng nhẹ nhẹ. Tuy nhiên, cây huyết gà quý hiếm thường bị người ta khai thác mất trước khi chúng ta có cơ hội tiếp cận. Dù cành cây huyết gà này không lớn lắm, nhưng nó vẫn chứa đựng những giá trị dược liệu quý giá. Những cành lớn hơn thì có lẽ đã bị người khác lấy đi rồi, nhưng chúng ta vẫn may mắn tìm được một cành đáng chú ý. Cây huyết gà có công dụng gì? Nó là một loại thảo dược đặc biệt, được người dân địa phương tin dùng để chữa nhiều bệnh. Cành cây này có thể giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện tuần hoàn máu và thậm chí có tác dụng trong việc điều trị các vấn đề về xương khớp. Cuối cùng, mình muốn nhắc các bạn rằng, cây huyết gà quý hiếm và không dễ tìm, hãy bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên khi chúng ta khám phá, để những loài cây như huyết gà có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Đó là câu chuyện hôm nay về cây huyết gà, một loại thảo dược quý hiếm mà không phải ai cũng biết đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của kênh Lớp Nha Trang. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá thêm nhiều bí mật thú vị khác.